Champ Battle Mix activated. Combo này dành cho một bác khách VIP chơi loa kẹo kéo Sài Gòn các bác nhé. Hôm nay bác ấy lấy tổng là hai combo của bên em và em làm một cái combo này cho tất cả các bác biết đến. Khi một cái loa kéo di động ở trong Sài Gòn nó sẽ gồm có là hai cái bát 40 hai bên, hai cái tép ở hai trên, còn phân tần ở bên trong loa. Còn chiếc bát này sẽ đặt ở giữa một cái thùng loa thì nó chỉ được một cái thùng loa thôi, và thùng loa kẹo kéo di động và loại cho thuê và loại chơi sân vườn và trong nhà rất là tiện, đủn ra ngoài sân, đủn đi chơi thoải mái, rồi là cho thuê. Và cái bát 50 ở đây là dành cho những anh em nào chơi hàng đẹp, bát và tép như thế, đây chơi hẳn tép leo luôn, là combo cao cấp. Anh em tự dựng một chiếc loa kẹo kéo thì giá thành nó rẻ mà chất âm của mình là nó sẽ thật và nó hay. Vừa rồi anh em được nghe em test chiếc bát súp này, thì em sẽ test cắm cái đường nhạc sàn ở đây và nó vẫn là ra cái đường nhạc bình thường nhá. Còn đôi khi anh em mà cắt cốt thì chỉ ra ù ịch thôi thì nó hơi khó nghe, vì là test ngoài nó hơi khó nghe nên em sẽ test tiếng nhạc và nhạc sàn ở đây đánh rất căng và tròn tiếng. Đây là dòng bát 50 bích dày lòn sân các bác để đấy, em nhấn mạnh này, con này đặt vừa ngón tay trỏ từ 220-100. Dòng bát này cực kỳ cao cấp, từ 220-100 bích dày lòn sân và đít có 6 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt, đít nhọn viền xanh, và đây là hàng cao cấp và bích rất là dày. Cái màng của cái con bát 50 này ấy, thì các bác nhìn này, nó sân nó rỗ như cái tổ ong. Mà trên thị trường nhà em cũng bán cái loại rẻ thì nó có trơn tuột, nó không có độ dày như con này. Và màng kết hợp sợi bông thủy tinh côn 100 từ 220. Con này lón sân, màng xếp ly và gân vải tẩm dầu 3 cân. Bát 50 giờ xếp bích dày lón sân này có bán lẻ cho khách hàng một cái để làm súp hơi nhá. Đây là hàng cao cấp, còn tiếp đến là một bao bát 40, lời rất sáng luôn. Sử dụng củ bát tính chính hãng của công ty NG từ 190-76 LG Louis Vuitton. Có model là 336 made in China. Công suất con này 600W trên một loa và đánh đẩy 600W súp 800W cho đến 1000W. Màng xếp ly nện sóng gân vải tẩm dầu 3 cân. Con này đánh các bác nắp lên này có thể đánh đẩy 3 kênh hoặc đẩy 4 kênh, rồi là đẩy 2 kênh công suất lớn thì mình có thể đánh được dòng loa này. Loa kéo mà dâu của nó được bọc dây điện từ ngoài vào trong, chạm nhún màu vàng có tem QC của nhà máy, và dòng loa này là loa côn fit và được cuốn dây nhôm dẹt nhá. Con bát này cực kỳ cao cấp, trên màng có số riri này, màng kết hợp sợi bông thủy tinh và màng cũng sần cục này, bát 40 nhá, sần cục rất nhiều luôn. Và cái phân tần của nó thì sẽ sử dụng bộ mạch phân tần có model là 006, chạy hai chảy nhôm màu tím đôi 4-6 con tụ và 3 cuộn xeo đồng đấy. Con tua phân tần này sẽ cho lời rất sáng và tép rất nhuyễn luôn. Còn tiếp đến là một cặp tép. Tép của nó là tép leo 750 hoặc là 850 cũng được, tùy theo mọi người gọi. Con này chính thức côn của nó là côn 75 dây dẹt và bi sáng bóng và khít đều. Anh em lưu ý trên thị trường có rất nhiều loại tép này, nhưng em lúc nào cũng duy trì nhập cái loại tép xịn cho tất cả các bác. Con bác còn đâu các bác mà thích nhập cái loại tép này, mua cái loại tép như giống như này rẻ hơn thì nó gì sẽ rẻ mấy trăm nghìn một đôi. Còn các bác nào mà nhập tép này của nó thì 2 triệu một đôi các bác nhé. Và anh em có nhu cầu đến cái combo loa kẹo kéo giống như bác khách trong Sài Gòn ở đây, hãy liên hệ trực tiếp cho em để đặt những mẫu linh kiện VIP. Một là lắp loa kéo, hai là lắp loa full, ba là chơi sự kiện. Cấu hình này rất là hay cho khách hàng. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào và hẹn anh em trong clip mới nhất nha.